Kính thưa quý khán giả, ngày 14 tháng 5 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và nói chuyện với lớp huấn luyện đảng viên mới tại Hà Nội. Bác nói vì sao chúng ta vào đảng, phải chăng để thăng quan phát tài? Không phải, chúng ta vào đảng là để hết lòng, hết sức, phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. Ghi nhớ lời dạy của người, bao lớp đảng viên đã nguyện giữ vững niềm tin, sắt son, suốt đời phấn đấu cho mục đích lý tưởng cao đẹp của đảng. Phấn đấu trở thành một đảng viên gương mẫu, đem ngọn lửa nhiệt huyết của mình để cống hiến nhiều hơn cho quê hương đất nước. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Bốn câu thơ của nhà thơ Tứ Hữu cũng chính là tiếng nói từ con tim cháy bỏng nhiệt huyết của đảng viên Trịnh Hoàng Xuân Phúc, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tư vấn Hướng nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, khi anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi được biết đến đảng, hiểu về đảng, Thạc sĩ Trịnh Hoàng Xuân Phúc luôn xem đảng là mặt trời chân lý. Đảng soi đường rọi lối cho anh sống có ích hơn, nhiệt huyết hơn và vì cộng đồng hơn. Trở về Việt Nam sau nhiều năm học tập và làm việc tại Úc, Thạc sĩ Trịnh Hoàng Xuân Phúc đã gắn bó với Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương. Sau 6 năm công tác tại trường, Thạc sĩ Trịnh Hoàng Xuân Phúc đã đạt được nhiều thành tích như 5 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp tỉnh và cấp cơ sở. Vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng vào ngày 3 tháng 2 năm 2020, từ ấy đã tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ trong trái tim của đảng viên Trịnh Hoàng Xuân Phúc. Công tác trong ngành giáo dục ở một trường đại học có truyền thống gần 15 năm xây dựng và phát triển tại Bình Dương, đảng viên Trịnh Hoàng Xuân Phúc nhận thấy việc đóng góp thiết thực nhất của mình chính là góp phần vào sự phát triển của nhà trường, của ngành giáo dục, từ đó thúc đẩy sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo ra lớp học viên có tri thức, có tâm, có tài. Xin chào Thạc sĩ Trịnh Hoàng Xuân Phúc ạ. Trước hết thì xin được cảm ơn Thạc sĩ đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Mỗi người khi mà bước chân vào hàng ngũ của đảng thì đều mang trong mình những cái hoài bão, những cái lý tưởng sống tốt đẹp. Vậy thì câu chuyện của Thạc sĩ như thế nào? Xin mời Thạc sĩ chia sẻ với chương trình ạ. Từ khi còn là học sinh trung học phổ thông thì tôi rất nhớ và rất ấn tượng sâu sắc bài thơ Từ ấy của nhà thơ Tố Hữu. Những vần thơ đã ghi sâu vào ký ức tôi, đó là từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Và thật may mắn là sau khi học tập và làm việc tại nước ngoài thì tôi quay trở về Việt Nam làm việc tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, và có thể nói đây là một môi trường rất là lý tưởng để tôi có thể phát huy được những cái hoài bão, những ước mơ của tuổi trẻ. Thêm nữa là cái phần mà tôi trau dồi học tập rèn luyện qua những tháng năm thì thật vinh dự là tôi đã đứng vào hàng ngũ của đảng vào ngày 3 tháng 2 năm 2020. Và khi đứng dưới cờ đảng, cờ tổ quốc và chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tôi đã nhận thức được rằng bản thân mình phải có ý thức hơn, có trách nhiệm hơn. Rõ ràng là việc trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng đã tiếp lửa cho một người đảng viên trẻ có thể được cống hiến và trưởng thành dưới cờ đảng. Thạc sĩ có thể chia sẻ thêm về điều này. Vào đảng là để thể hiện được cái vai trò, để thể hiện được cái trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đảng viên và để rèn luyện và trưởng thành. Qua đó thì để cống hiến và được đóng góp cho tập thể, cho nhân dân. Thật là hạnh phúc là khi chúng ta cầm được trên tay cái quyết định kết nạp vào đảng thì tôi thấy đây là vinh dự và tự hào nhưng cũng đầy trách nhiệm. Vào đảng là một môi trường, là một điều kiện để tôi có thể thử thách bản thân và tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành, góp phần nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng. Và là một đảng viên trẻ thì tôi ý thức được rằng chúng ta cần phải nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, tự tin, mạnh dạn và khẳng định mình để từ đó đóng góp vào sự phát triển cho cơ quan, cho đơn vị. Chúng tôi được biết là việc trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng đã tiếp lửa cho Thạc sĩ Trịnh Hoàng Xuân Phúc và trở thành một người truyền lửa cho các bạn học sinh qua những cái chương trình tư vấn hướng nghiệp. Thì cái câu chuyện truyền lửa này được bắt đầu như thế nào? Xin mời Thạc sĩ chia sẻ. Cảm ơn Vũ Yên đã nhắc đến ba chữ người truyền lửa, nhưng mà thật sự thì bản thân tôi không dám nhận mình là người truyền lửa cho các em, mà là chỉ người đi trước để chia sẻ lại những cái kiến thức, những cái kỹ năng cũng như là những kinh nghiệm mà tôi đã từng đi qua để cho các em ít nhiều gì đó để các em định hướng được trong cái nghề nghiệp, trong việc chọn trường, chọn ngành của các em.
Như chúng ta đã biết thì hàng năm thì có hàng trăm ngàn thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học, trường cao đẳng trên cả nước. Nhưng mà sau một thời gian học, hết năm nhất đến năm 2, năm 3 thì các em lại phát hiện ra rằng mình đã chọn sai ngành, học sai trường. Thì từ đó dẫn đến việc là mất thời gian, tốn tiền bạc và của cải của gia đình cũng như là bản thân của các em. Thì từ cái việc đó thì tôi luôn đau đáu một vấn đề là làm như thế nào bằng những việc làm thiết thực để tôi có thể hỗ trợ để giúp đỡ các em chọn được ngành đúng và định hướng được nghề nghiệp khi các em còn là học sinh trung học phổ thông. Thì chính vì vậy là cái nghề phải nói là cái nghiệp hướng nghiệp của tôi đã vận vào bản thân của mình từ đó. Trong những năm qua thì tôi đã đi đến rất là nhiều vùng miền trên cả nước và để chia sẻ những thông tin cho các em. Có những em rất là tội, em không thể tiếp cận được với những cái thông tin về các kiến thức về nghề nghề nghiệp. Từ những kiến thức mà tôi đã được chia sẻ, được học từ các chuyên gia đi trước, thì tôi đã tích lũy cho mình một vốn kiến thức riêng và cũng đã tạo được một thương hiệu riêng khi đi tiếp cận với các em ở các trường trung học phổ thông. Và với mục đích là để cho các em biết được những cái thông tin để các em xác định được việc chọn ngành, chọn trường nó phù hợp với năng lực của bản thân, năng lực của gia đình, điều kiện kinh tế của gia đình và thỏa được cái niềm đam mê của các em khi các em chọn trường, chọn nghề. Có thể nói là thanh xuân của tôi đã gắn bó với các em học sinh và ngày nào mà tôi còn được tiếp xúc, được chia sẻ, được truyền lửa cho các em, ngày đó tôi vẫn còn thanh xuân. Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương đã tạo môi trường cũng như là điều kiện như thế nào để cho thạc sĩ Trịnh Hoàng Xuân Phúc có thể tiếp bước cũng như là trưởng thành hơn dưới cờ đảng? Xin mời thạc sĩ chia sẻ. Được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là ước mơ của rất là nhiều bạn trẻ và trong đó có cả tôi. Và thật may mắn thì ở Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương đã chấp cánh cho tôi, đã thực hiện và hiện thực hóa được những cái ước mơ, những hoài bão của tôi. Và có thể nói là sinh hoạt chi bộ của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương là một điều khiến tôi rất là ấn tượng. Vì thông qua những cái nội dung sinh hoạt đó thì tôi đã nắm được những tình hình về chính trị của Việt Nam, của thế giới, cũng như là những cái đường lối, những chính sách của đảng và nhà nước. Và trong bên cạnh đó thì có những cái hoạt động, có những phong trào thi đua yêu nước, làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó đã giúp tôi có thêm nghị lực, có thêm sức mạnh và có thêm niềm tin để phấn đấu và để cống hiến cho xã hội và cho nhân dân. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ Trịnh Hoàng Xuân Phúc đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay và cũng đã mang đến những cái năng lượng tích cực cho khán giả của chương trình. Xin được chúc cho thạc sĩ sẽ vững tin tiếp bước dưới cờ đảng và sẽ luôn là người truyền lửa tích cực cho các thế hệ sinh viên trong con đường hướng đến tương lai. Những năm qua, cấp ủy ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương luôn xác định công tác phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng, một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời coi trọng phát huy vai trò của công đoàn trường, hội sinh viên, đoàn thanh niên trong tập hợp rèn luyện, lựa chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Từ trong các hoạt động thực tiễn đó, đã phát hiện bồi dưỡng và giới thiệu cho đảng nhiều sinh viên trẻ ưu tú. Chị Bùi Đặng Hải Hà, sinh viên năm 3 khoa quản trị chuyên ngành quản trị văn phòng, ủy viên ban chấp hành hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, có bảng thành tích dày dặn trong học tập và hoạt động phong trào. Đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trường nhiều năm liền, trải qua quá trình phấn đấu với nhiều thành tích nổi trội, năm 2022, chị Bùi Đặng Hải Hà đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng. Đối với chị Bùi Đặng Hải Hà, đây chính là mốc son để phấn đấu nỗ lực hơn trong học tập rèn luyện, để khi ra trường trở thành người có ích, được cống hiến cho xã hội, xứng đáng với sự tin yêu, gửi gắm của các thầy cô và những thế hệ đi trước. Xin chào em, cảm ơn em đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngắn ngày hôm nay. Em có những cái cảm xúc như thế nào khi mà mình vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà tuổi đời còn rất trẻ như vậy? Khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là một niềm tự hào, vinh hạnh to lớn đối với em, là một trách nhiệm to lớn nhất trong cuộc đời của em. Em quyết tâm phấn đấu vào đảng vì lợi ích của cộng đồng, vì nhân dân, cũng từ đó tạo động lực cho em đứng lên và vì lợi ích của nhân dân để tạo đồng tin cho mọi người. Để xứng đáng là một người đảng viên trẻ thì bản thân em đã đặt ra cho mình những cái mục tiêu phấn đấu như thế nào trong tương lai? Thì mục tiêu em đề ra đó chính là mình luôn học tập và trau dồi những kiến thức cần thiết để bổ sung cho các kỹ năng ngoài chuyên môn, thì mình phải trau dồi được cái bản chất và đức cá nhân của mình để nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình vì dân và phục vụ. Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương đã tạo môi trường thuận lợi như thế nào để cho em có thể phấn đấu trở thành một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương là một môi trường thuận lợi, tạo điều kiện cho em trong việc phát triển phấn đấu thành một đảng viên. Trường tổ chức các hoạt động chương trình, tạo cơ hội cho em phát triển thành một đảng viên chính thức. Ngoài ra, trường còn tạo cho em các chương trình hoạt động vì cộng đồng, bảo vệ chung cho đất nước, tạo các buổi giao lưu, gặp gỡ giữa sinh viên với những người đảng viên có kinh nghiệm để trao đổi về công tác kinh nghiệm của đảng. Trường tạo cơ hội cho em tham gia vào các tổ chức của đoàn đảng như là hội sinh viên hoặc là đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tạo các chương trình học khóa học, hội thảo, trao dồi các kỹ năng, nhận thức của sinh viên về chính trị lý luận của đảng. Xin cảm ơn em với những chia sẻ vừa rồi và mong rằng là em sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và cống hiến để mình có thể đem những cái trí tuệ và sức lực của mình phục vụ cho xã hội, cho cộng đồng. Rõ ràng, khi được đứng vào hàng ngũ của đảng, đảng viên là sinh viên để tiếp tục trao dồi kiến thức và tỏa sáng hành trình phấn đấu và bước đầu thành công của những đảng viên này cho thấy niềm tin và khát vọng được cống hiến cho quê hương không bao giờ dừng lại. Điều đó càng minh chứng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là môi trường tốt để những hạt giống đỏ nảy nở những mầm xanh. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, phấn đấu rèn luyện gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ là một công dân tốt xung kích trong các hoạt động sẽ giúp mỗi chúng ta trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ phẩm chất và năng lực để cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc.